Ủa mày làm gì được? Hả? Ủa giờ chưa tới 5:30 mà được. Ghê. Sao giờ chị chửi em quá hả? Đồng ý mà. Chị đồng ý cho em đi tới Lan cho anh tiền. Giờ mình làm gì á? Không, cái bô của người ta phải của mình. Bằng áp luôn. À, cùng lúc điều khiển tưới lan và điều khiển tắt mở hồ cá được không? Hay chỉ tưới lan thôi? Nếu mà thời gian mà tưới lan bằng với thời gian mà hồ cá nó sáng thì chung chung được. À, hiểu. Tao thông minh mà mày. Kinh nhờ. Khỉ. Mình đã dành thanh xuân 2 năm trời để học về camera. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dành thanh xuân 2 năm để học về Ovibo. Sau khi mình có thanh xuân 4 năm thì tao mới để lấy chồng được rồi. Lan, mày không lấy hả? Mày lấy đi chứ mày ở vậy làm chi? Leave me alone. A few minutes later. Ok. Giờ mình sẽ đến thông qua cái này. Hiện đại quá ha. Ok. Ý, ba ba được làm xong rồi. Bây giờ mình ra coi hồ lan của anh Tiền sao. Nói chứ được. Từ nay được sẽ không bị Hạnh Nguyên chửi vì tội lơ là nữa. Có hẹn giờ luôn hả? Thời gian tới Lan này. Kinh. 16:25 đến 16:30 mỗi ngày. À. Tới 5 phút. Mày đang giả bộ công nghệ với tao, đang chẳng ra đâu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Kinh nhờ.